Người dân tức giận vì đi vào nhà mình cũng bị thu tiền, tin từ Hà Nội. Người dân tại ngõ 208 đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bày tỏ sự tức giận vì một dịch vụ giữ xe đã ngang nhiên hoạt động trái phép. Này lại có thề một nhóm các thanh niên với khuôn mặt dữ dằn đứng ở đầu ngõ để thu tiền. Một người dân cho biết bãi gửi xe tại đây đã tồn tại từ lâu, không biết ai là người đứng ra tổ chức giữ xe ở đây. Đây là ngõ đi vào nhà của nhiều người, mà nay những người này đi ra vào nhà của mình cũng bị thu tiền. Theo hình ảnh cho thấy, ngay tại đầu ngõ 208 đường Trần Cung có một biển màu trắng với dòng chữ đỏ ngõ 208 trong xe ngày và đêm. Đi vào bên trong đầu ngõ thì thấy có trạm bảo vệ được đặt tại đây, cùng với đó là một thanh trắng bằng kim loại kiên cố được lấp chặn ngang ngõ. Bên trong ngõ có rất nhiều xe taxi và xe hơi đằng đầu. Người đứng trong coi dịch vụ gửi xe là một người đàn ông mặc áo màu thanh niên tình nguyện, tài trái đeo băng đỏ, có dòng chữ tổ dân phố. Giá gửi xe máy qua đêm là 10.000 đồng, còn xe hơi là 60.000 đồng. Vé gửi xe được ghi sơ xài theo kiểu cho có. Vé không ghi tên đơn vị tổ chức trong giữ xe cũng không có chữ ký hay dấu ấn của đơn vị quản lý. Khi được hỏi về những phiền hà của người dân, ông Chu Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cổ Nhuế, xác nhận điểm trong giữ xe tại ngõ 208 đường Trần Cung là trái phép, nhưng ông không biết gì về việc này.